Vâng, xin chào các bạn. Và bây giờ chúng tôi đã hoàn thiện xong cái phần bảo trì cho hệ thống âm thanh của sân khấu nhà hát của trường quốc tế UNIS Hà Nội. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn và chúng ta sẽ đi vào xem là trong đó có những cái gì và chúng tôi đã làm thế nào. Vâng, xin các bạn đi cùng. Giới thiệu với các bạn, đây là tòa nhà B10, sân khấu của nhà hát của trường UNIS nằm ở đây. Hiện giờ thì đang trong cái thời gian mà trường bảo trì cho các hệ thống cho năm mới và chúng tôi đã hoàn thành rồi. Họ có thể thấy được là các cô bác lao công đang lau rửa sạch sẽ để chuẩn bị đón một năm học mới cho học sinh. Audio đang thực hiện các công tác kiểm tra cuối cùng cho hệ thống âm thanh để căn chỉnh lại toàn bộ hệ thống làm sao cho không bị hú, không bị dội. Và các bạn có thể nghe thì rõ ràng cái tiếng hú ở đây là mà là bạn Ngọc bên trung chính đang hướng dẫn cho kỹ thuật của bên trường cách xử lý âm thanh. Chúng tôi thực hiện cái công tác bảo trì. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một sân khấu được xây dựng theo tiêu chuẩn của châu Âu với 400 ghế ngồi chuyên sử dụng cho sân hát kịch, văn nghệ và những cái chương trình sự kiện lớn của trường. Với thiết kế sân khấu này thì các bạn có thể thấy nó rất là phức tạp, rất nhiều thiết bị, rất nhiều đèn với các thiết bị khác được bố trí khắp nơi. Các bạn có thể thấy ở đây theo cái phần tay tôi chỉ thì bên góc bên phải đây là có đèn. Bên trên đầu tôi cũng có những sạc, cũng có hai sào đèn. Bên trái có đèn rất là nhiều. Đèn ở đây số lượng lên khoảng 140 cây đèn. Với công nghệ nó là khá lâu rồi. Cái công nghệ này nó không được, không còn là công nghệ mới nữa. Vì thế chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong cái vấn đề, trong cái việc mà phải xử lý thiết bị cũng như là phải rất cẩn thận. Không là nếu mà nó hỏng là không còn cái cơ hội sửa chữa lại nhiều. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái hệ thống dòng dòng này. Ở đây các bạn thấy có rất nhiều dòng dòng. Các dòng dòng này phục vụ cho hệ thống rèm và đèn được treo sân khấu. Cái mục đích của sử dụng dòng dọc này là để chúng ta có thể nâng hạ được các cái dàn đèn và dàn rèm xuống để sửa chữa, bảo trì, và chúng tôi đã thực hiện cái việc đó. Ở đây, sau khi mà bảo trì xong, chúng tôi đã đánh dấu lại cái tên của các dòng dọc, tra dầu, tra mỡ rất là đầy đủ, và đánh dấu lại các cái mức dây để kéo, và về sau này đơn vị sử dụng người ta sẽ kéo cho nó đúng và cái chuẩn với cao độ. Hệ thống dòng này các bạn thấy rất là tốt, bởi vì nó đã có thời gian hoạt động khá lâu rồi, chắc phải được chừng mười mấy năm nữa. Và đến các bạn thì thấy nó vẫn còn rất là đẹp. Sau khi mà chúng tôi tra dầu tra mỡ vào thì mọi thứ quay rất là dễ dàng. Vâng, và đây là hệ thống đèn được bố trí tại sân khấu chính của nhà hát. Hệ thống đèn này bao gồm có 4 sảng đèn. Và 3 đèn ngoài cục, 1, 2, 3. Thì là các loại đèn chiếu sáng và đèn kỹ xảo, đèn hiệu ứng được bố trí xen kẽ với nhau để tạo hiệu ứng sân khấu. Và dàn đèn trong chính là đèn chiếu nền, tạo được nền cho sân khấu. Với cái dàn đèn này chúng tôi làm những việc gì? Đầu tiên là phải vệ sinh lại hết, hạ dòng dọc xuống, vệ sinh lại hết. Sau đó kiểm tra, đo đạc từng cây đèn để xem cây nào nó bị hỏng, chết, bỏng hay là gặp những cái lỗi gì về điện, chúng tôi sẽ phải xử lý lại. Các bạn có thể thấy ở đây là những hệ thống điện được làm rất là tốt từ ngày xưa rồi. Nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn cứ phải kiểm tra lại, và cho đến thời điểm này thì toàn bộ đèn ở đây đã được khắc phục.
thời gian sử dụng đã quá lâu nên là chắc chắn là sẽ có những cái hư hỏng. Tôi đã khắc phục xong, mọi thứ trở lại gọn gàng sạch sẽ như ban đầu. Chúng tôi cũng bố trí lại các cái đèn kỹ xảo và đèn hiệu ứng cũng như là đèn màu để làm sao cho để tạo ra một cái gọi là cái không gian, cái cách bố trí, cách phối mới cho cái sân khấu này, làm tăng cái hiệu quả của ánh sáng với những cái gì đang có. Sau khi nói xong 10 cái dàn đèn ở phía trên đầu thì chúng tôi sẽ đi tiếp đến hai dàn đèn ở hai cánh. Đây sân khấu rất là nhiều đèn, rất là nhiều đèn luôn, và tất cả đều là công nghệ đèn halogen với cái công suất rất lớn, nhiệt độ cao. Đây bên này là bạn sẽ thấy có cái dàn 4 dàn đèn cánh tạo hiệu ứng màu cánh và chiếu sáng cánh gà cho bằng dùng các loại đèn bạc sáu đèn đèn pa 64 với bóng khoảng 1000W. Đây cái đếm này, chúng ta đếm thấy 1, 2, 3, 4 dàn, và tất cả dàn đèn này đều được sử dụng dòng dọc để nâng hạ. Thì đây là một cái điểm các bạn thấy là nó rất chuyên nghiệp ở cái sân khấu này. Thay đổi được độ cao của dàn đèn, thay đổi được góc độ của dàn đèn và làm rất dễ về cái việc vệ sinh cũng như là sửa chữa. Cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy là đây có 4 dàn đèn ở là cánh bên phải của tôi, để cánh phải sân khấu là phải đấy, cũng được bố trí tương tự như thế, và chúng tôi cũng sẽ sắp xếp lại về cái màu sắc của đèn cũng như là từng loại đèn được sắp xếp lại cho làm sao mà đạt được hiệu quả sân khấu cao nhất. Rồi bây giờ thì từ đây để mà nhìn rõ ràng nhất thì các bạn sẽ nhìn đi theo tôi, chúng ta sẽ nhìn ra phía ngoài sân khấu này. Phía trên kia theo tay tôi chỉ là hệ thống sàn thao tác và các cái đèn hiệu ứng cũng như là đèn chiếu sáng được cài ở phía trên trần của phía khu vực khán đài. Đây, phía trên được cài là người gọi thấy là các cái đèn là được chào cài trên sân khấu của khán đài để chiếu thẳng vào mặt của diễn viên hai bên cánh. Có hai xào đèn chiếu sáng và đèn màu tạo hiệu sân khấu. Tất cả về phần màu sắc của chúng tôi đã có sự sắp xếp lại cũng như các loại đèn sắp xếp lại để làm sao cho nó thật là có hiệu quả thật đẹp với cái hiệu ứng sân khấu khi mà người ta biểu diễn kịch hoặc là biểu diễn văn nghệ có ca hát nhảy múa. Thì tôi sẽ nói qua một chút về cái âm thanh ở trên sân khấu này. Về âm thanh thì không có gì nhiều. Và ở đây có bao gồm có hai hệ thống gồm 4 cái loa kiểm âm sân khấu và 2 chiếc loa đặt tầm sàn sân khấu phía khán đài là có loa front field. Phía trên cao này thì các bạn sẽ thấy được chúng tôi có sân khấu được chuẩn bị 3 chiếc loa toàn dài treo ở giữa và 2 chiếc loa siêu trầm đặt ở hai bên. Về hệ thống trang âm thanh ở đây thì nó khá đơn giản, nhưng mà cái khó khăn là gì? Loa được treo rất cao để đảm bảo được cái góc phủ tiếng phủ âm làm sao nó toàn bộ tràn được sân khấu, và để thực hiện được cái công tác bảo trì bảo dưỡng cho chiếc loa này, chúng tôi sẽ phải dựng phủ giáo lên và tháo ra rồi lắp lại vệ sinh sạch sẽ